đã đến giờ làm lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ trong ngày vui trăm năm hạnh phúc. Xin phép được thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại diện của gia đình bên họ nhà trai và gia đình bên họ nhà gái cùng hai phái đoàn lễ bước vào hội trường và xin quý vị lời những tràng vỗ tay thật lòng nhiệt để đón chào hai phái đoàn và xin kính mời. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, kính chị và thưa toàn thể hội hôn, một tràng vỗ tay thật lòng nhiệt cho màn đến của bên gia đình nhà gái đang thắp sáng. Và tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời vị đại diện bên gia đình và nhà trai, xin mời. Trái và những chàng trầu kia đã đâm chồi đầy nồng, và ngày hôm nay được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình, sâu sắc hơn là hai trái tim của đôi bạn trẻ đã cùng chung một nhịp đập. Và ngày hôm nay, ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của chính quyền địa phương cũng như đôi bạn trẻ đã chọn được ngày hôm nay tại mảnh đất Korea tươi đẹp và trên đất nước của Korea, đôi bạn trẻ đã được tay trong tay bước vào phòng cưới. Vâng, xin phép được thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời hai phái đoàn trao lễ vật cầu hôn. Xin mời và một tràng vỗ tay thật lòng nhiệt của quý vị anh chị các bạn. Để những vật cầu hôn lên trên bàn.
và thưa toàn thể hội hôn. Và xin phép được kính mời hai phái đoàn bắt tay chào nhau. Xin cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều và một tiếng chào tay thật là nhiều để quý vị xin các bạn. Vâng, xin cảm ơn và xin mời hai phái đoàn trở về vị trí hàng ghế đầu tiên của mình.